Xin chào quý vị và các bạn. Từ đêm nay sang ngày mai mùng 8 tháng 4, cùng với quá trình tăng cường bổ sung của không khí lạnh, đồng thời thiết lập hội tụ gió trên mực cao, nên mưa có xu hướng gia tăng ở Bắc Bộ, có nơi mưa vừa đến mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở khu vực phía Đông Bắc Bộ phổ biến khoảng 21 đến 24 độ, vùng núi có nơi thấp hơn. Riêng khu vực Tây Bắc ở ngưỡng 24 cho đến 27 độ, có nơi cao hơn. Mưa ở khu vực này có thể kéo dài trong ngày mùng 8 đến mùng 9 tháng 4. Từ ngày mùng 10 tháng 4, không khí lạnh suy yếu, mưa có xu hướng giảm cùng với nền nhiệt độ tăng lần lên. Đối với các tỉnh miền Trung, cùng với quá trình tăng cường dồn xuống phía Nam của không khí lạnh, từ ngày mùng 8 đến mùng 9 tháng 4, ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Cục bộ có mưa vừa, cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh trong cơn dông. Nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở khu vực Bắc Trung Bộ giảm xuống ngưỡng 22 cho đến 25 độ, khu vực Trung Trung Bộ là 26 đến 29 độ, trời chuyển mát. Trong khi đó, khu vực Nam Trung Bộ phổ biến ít mưa, ngày nắng, với nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động trong khoảng 29 cho đến 32 độ, có nơi cao hơn. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong 3 ngày tới, thời tiết phổ biến ở trạng thái ít mưa, ngày có nắng. Ở Tây Nguyên, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến khoảng 30 đến 33 độ, có nơi cao hơn. Trong khi đó, ở khu vực Nam Bộ xuất hiện nắng nóng với mức nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 33 cho đến 36 độ, có nơi cao hơn. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển. Từ đêm nay, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 đến cấp 8 và tiếp tục có xu hướng mạnh thêm trên toàn khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa. Trên khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, thịnh hành gió Đông Bắc ở mức cấp 4 đến cấp 5. Có lúc cấp 6. Đến đây bản tin thời tiết cuối ngày 7 tháng 4 của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC xin khép lại. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.